Rồi nói rồi. Nói gì giờ? Hết cái gì để nói. Mệt quá mệt đi. Trời ơi, trời, thằng cái gối nó không sợ ông nội ơi. Ồ, nó sợ ai? Kêu nó ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Rồi quẹo ra đây cho mát nè. Lại mấy đứa nó chạy nó nghỉ vô la kìa. Chị Hương quay quay đi. Thắng lại. Kiếp. Kéo vô. Ui, ui, ui. Đây kìa. Kẻ ông đâu có kẻ, kẻ này thọt vô cái làm thắng. Ủa là bụi lá dứa nữa kìa. Đó là dứa đó. Ừ. Trời 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 trời. Giùm nó kìa Đức Anh. Ê ê ê ê. Ê cá sấu cắn. Cá sấu bọc 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 bọc. Tính mua cái hồ về bơi mà tôi không biết để đâu. Thôi mua để đâu. Mua về bơi tắm cho nó. Vậy gà à? Trăm mấy à? Biết rồi. Ừ. Ê, ê. Rồi ướt vậy cái gì rồi không? À nè nè. Ôi trời. Hồi đang bơi là không có cho nó đắm đầu ở đó nha. Rồi đó con bơi đi, con đụng nước, nước đi. Nè con đụng nước đi. Út Vịnh rồi nè con đụng nước đi. Rồi rồi tao bơi rồi. Má lấy ba cái vòng luôn rồi. Ừ. Lấy ba cái vòng một lần bơi thằng cả thằng hãy. Tao dạy sao mà ba đứa này thiệt chứ. Rồi chị ngang quẹo đầu kìa. Dùm dùm lại đẳng luôn. Rồi đẳng nè. Đó chơi đi, đổi gì đó chơi chơi đi. Trời nó khòm nó dọc nước rồi rồi sao chơi. Tao con cởi vậy ra đi rồi cho dọc. Trời giỡn cái gì dưới ở trong xuồng kìa. Thôi nó trong xuồng nè. Nè bỏ vậy ra đi rồi cho dọc nước. Dạ ông ơi, tính này đã giờ con gánh nguyên cái xuồng người ngoài luôn á. Trời nó đổ mồ hôi sợ không? Mình tâm nó đổ mồ hôi nó nóng lạnh. Ướt áo. Dạ vâng. Trời ơi, trời ơi, chết thiệt rồi. Trời ơi, trời ơi. Quay tụi lâu lá bơi xuồng kìa. Quay cái tụi lâu lá bơi xuồng. Một đứa bơi thôi, đứa lái thằng cái con nhỏ kia cầm thọt sao bơi được tụi ơi. Bơi có được đâu mà bơi. Lại đi. Vô đây còn vui hơn đi vườn, đi trong quê. Ở ông đại cũng có nha, mà ông đại không vô bằng. Ông đại cái mương nó cạn hơn, nhảy xuống đâu qua bụng rồi. Kẻ áo rồi. Đi hồi về vậy. Nè. Chú đứa Phan đi bạn. Ồ chắc đi trước á, đi đây. Trời, thiệt tình luôn. Trời ơi trời, thiệt ghét không. Bơi tao bơi lướt nước chụp lớn thôi, cách sâu xào không mệt. Ê. Ngồi xuống đi con anh. Chưa ngồi rồi. Cho. Con ngồi xuống đây. Đưa dầm ghế đây. Đưa dầm ghế. Lé con trai tôi trời. Tiệm phụ. Coi nó làm gì ở chuyên nghiệp dữ vậy. Chuyên nghiệp dữ vậy. Đưa ra đi. Chuyên nghiệp dữ vậy. Lại đi cắm 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 cột cái gì nữa ngươi. Cắm cột đi. Ủa mát quá. Ôi đó trời ơi 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 cái đèn đồ có xong đó mày không là che vô đây đi rồi cắm cổ che che vô đây đi cắm sào cắm sào trời hạnh heo hạnh heo trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi ướt quanh luôn đừng có thấu kia cho nó thấu ra ồ trời lên 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 nhịn nó chắc ngay trời nó mà có gì á ông nội nó cạo đầu ông nội ông cạo đầu thiệt tình luôn á tẩm 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 khoái trời 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 ơi trời để chụp cái quay cái này đây cái này cho cô Tư nó coi chắc cười chết thiệt á này chắc nữa đi cho nó mang áo phao mày dắt cái đầu vô coi dính vô ông sao tao bơi dắt cái đầu ra gì thôi điện thoại chồng em được rồi trời ơi con nướng đây thật sự đứng lên rồi ngân bây giờ đi đâu ngân cái gì đánh lại bên phải nè còn đánh lại bên trái á rồi đừng có dính tay vô cái thành đó quay bỏ tay lên không nó cắn cái thành nó giật cho thì hai bên năm ngón tay sơn đen xì vô đó mới nói đó rồi tôi ngồi đây tôi che nắng rồi luôn nhịp bơi nó nhịp xuống nó dập. Bơi đâu là con heo đó. Có dưỡng quá tuyệt vời. Quay vô kè quay vô. Chưa, quay rồi nãy giờ tới dưỡng út nó chứ. Trời ơi. Đó, ngăn đồ nữa nè. Ê, cướp.
được duyên không? Ủa đây cái cục có cục hay là hay vòng bên kia? Ai Linh thấy không? Cái này vừa ấy luôn thấy không Linh? Đó. Không phải, hay thiền luôn á. Qua đây. Rồi. Mình lên đi nha, mình lên nha. Được mới lạ với nó. Lắc đầu kìa. Thấy không? Để tụi bay bơi đây, đứa bơi đứa mẹ đây. Bơi hết nổi. Trời ơi trời. Bơi hết nổi. Trong đó kìa. Con cá sấu nó cao cái chân mày. Trời ơi. Dượng mày với nghe bơi gì á mới cho mày chơi được. Còn thử tao bơi đi, vòng vòng hoài hỏi chơi luôn. À, có nhiều người ta bơi hay, ta bơi có một bên, một bơi ta đi bơi xa lắm kìa. Đi lẹ nữa, vui luôn. Mình bơi mỗi đường tay mà đi không lại người ta. Còn chưa thấy chống xào nha, mấy người tao cho người ta chống tao biết xào lẹ lắm. Còn mình chống cái mất đi cái xào luôn, cái xào dính chỗ không được đâu. Dính cầu. Rồi xà lan đâu vô cầu. Cái này ra dùng với cây lắm. Cái khu cái gì à, cái bao tai. Ừ. Học tay gì đó. Rồi dính. Ê trời trời dính nó cho mày. Lọn cái biết chả rồi. Nó thấy gác nó dơ được không? Trời ơi. Ồ vỏ vỏ lên. Trời ơi trời. Trời. Tao không có dạy mấy vụ này đâu sao biết hay vậy? Tao biết, trời tao thấy thúi tao biết tao ghê chứ. Trời ơi. Để dòi nó cũng hơ luôn á, không ai dạy luôn á. Dơ á, hẹ đó. Thấy nó biết chứ. Thiệt tình luôn á. Trời trời. Chút xíu nữa đó. Vụ mày á. Ê, nhỏ cục hay gì vậy mọi người? Cái gì? Lâu dế gì luôn á cục. Này thả cá chung mà không có ăn đâu ăn. Cá gì? Chỗ này cái gì? Trời ơi trời nó chưa móc qua được nữa má ơi. Trời ơi trời. Tình luôn. Cái này nó bơi vòng vòng hoài luôn. Trời ơi đâu phải bơi xuồng là dễ. Ngồi mỏi tay chứ tưởng. Rồi dừng đi cho nó tới thôi, tới không vậy? Trời ơi nó thấy trong này dơ quá nó gốc vác chân lên rồi kìa. Tới bến rồi. Đi lên nha tay con. Đi lên nha. Đi lên nha. Đi lên nha. Đi lên nha. Chịu không? Lên nha. Lên nha. Chịu không? Nó nghỉ vô. Rồi mất tết rồi. Nó bờ không được, nó nghỉ vô rồi. Vẹo ra đi. Vẹo đây cái. Đây nó đừng vòng rắn cũng được nữa. Mà mưa nhỏ không đi. Cái này tiger nó biết nuôi nhỏ nó không chịu. Ngoài ngoài bơ ngồi nha. Mới nó rộng vậy chơi. Ừ. Ừ đi đi biết rồi. Trời ơi. Nắng. Nắng còn trai tôi. Cái đầu thôi cái nắng. Cái cá nó vô cả nó vô. Nó bơi vòng tròn đó đảo mà bắt được. Thiệt tình luôn. Ba đứa mà không làm cái trò gì hết trơn á trời. Đụng cái cầu kìa, đụng cái cầu. Mạnh đứa nào đứa nấy nại. Hả? Ủa rồi con Phương Anh đâu? Phương Anh ngồi đó mà. Ngồi giữa đó. Ngồi giữa. Hả? Hả? Gì con ngồi phải không? Nè giờ gì? Ê nhìn nè, này là dấu tích của những vụ tâm đụng nè. Này ngồi xuống đi, để giờ xuống đi. Sao vậy? Nhất này biết giờ không chơi đó. Nếu chơi tôi bơi chứ tôi néo.
Đây đây nó rộng hơn. Mở đây cái toilet ở đâu? Trời ơi nhóc cái chân kìa. Phải, toilet đâu nghe mũi phải lấy quắc to. Dạ không? Nè, chắc nhà này quá vậy. Quẹo đâu trời qua đó gì? Đây cho mẹ. Ba đứa đó kêu một đứa lái, một đứa bé lái là được cái gì? Rồi. Thôi chắc nhắn quá à. Trời ơi, bị nghe xào xạc lão à. Chưa 12 giờ, hồi đó toàn hồi nhỏ toàn chưa 12 giờ gặp đi che chơi không? Chơi đánh đu, đánh máy, trước leo lên phải không? Đu dân không? Nó vừa mát mà nó chặt chế và chặt chân ghế. Đây con nhiếp ảnh già đi theo caramel. Nó nữa dẫn Hương theo, Hương làm caramel ra. Gần đây là xà lan của tôi đang đậu neo nãy giờ đâu, cả mấy tiếng hồ rồi chưa bơi được. Còn cái xà lan kia kìa, nó ba mái ba mã lực luôn mà bơi, nó bơi vòng tròn. Thằng đó nó nhà giàu, nó dư dầu lắm, nó dư dầu bởi nó đâu sợ tốn dầu. Mình đây là mình có con máy mà mình chạy cái tà tà. Quá chân mình đi gì bị nước mà nó cứ diệt hoài luôn. Trời ơi, trời trời, chơi mình nằm nãy giờ nằm nước rồi vậy. Nó bơi mày. Dạ nó đã. Nó ngồi. Bà nội tao biết chừng nào tới nữa. Tức chết luôn kìa. Nó đại quá. Nên bắt sẹo với mấy thằng nhóc. Vậy bà đâu nhé, bà Phương với nhỏ có ngồi chơi được. Ủa, qua bển hồi nãy giờ bà Phương chắc không dám xuống đâu. Thằng ta vô không dám ngồi dướng mà đu nước ra. Quẹo đây. Một đứa chèo, một đứa bẻ lái. Mày dạy hoài. Mà nãy giờ cái đi không được đi chứ. Ừ. Kẹ ngăn chèo được rồi kẹ. Ừ vậy đó, đừng có ấy. Nó chèo đó bé lái là ok chứ gì. Thôi kệ vận động đi Ngân ơi, để cho giảm 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 cholesterol gì đó. À, như cái đường bánh là nó giọng bánh luôn. Ừ chắc đường vậy. Bánh rộng rồi. Rồi đi qua bánh. Chưa đợi nó đợi lại đi, đợi nó lại đi. Rồi, ổn tắc giao thông rồi. Rồi rồi rồi. Ê té mày giờ quay. Rồi giếp lại coi chừng giọng cái cây vô mặt con nhỏ kia thì thằng bé mất nhung luôn bây giờ. Rồi đi. Nãy mắc cười quá, ngồi dọc nước thiệt cái tình luôn. Để chờ để qua kia nước sạch sạch cho nó dọc. Qua cái cầu này nước sạch này. Mày vô duyên mày? Người ta nhìn thấy tao biết. Ừ. Homestay nhà gỗ cực. Tối vô đây ngủ hơi mệt nha. Ngủ chết. Sao vậy? Sợ ma. Rồi thọt gió chơi đi. Thọt đây kìa. Ê ê ê ê kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi mình tới đây thì nó mới tới đó rồi, mẹ ơi. Ba biết nó bơi ra tới đó là nó vất vả lắm không? Hồi hai ba đứa dính ra, ba đứa dính vô đặt cái bó trong cùng kia cái gì cả. Thôi mình lấy từ từ thôi để coi ba đứa dính vô chừng nào. Dừng lại. Dừng cho quán này lên nha. Ba đứa rồi dính vô cái chỗ này là tao cười. Vô cái dạng mướp đó kìa. Vô cái dạng mướp đó. Có cái mướp kìa anh. Được à. Sao vậy tay ơi, làm gì? Dập đã rồi, giờ không có dập nữa. Cái tạc không, cái nãy bầu mới mướp rồi, bầu. Vô vòng mướp, vô vòng bầu. Để cái hai cái trái trong đó cái gì? Đi vô đi biết. Vô vòng bầu á. Ừ. Mình chụp hình coi, chụp hai chị em tôi ơi. Trời ơi, có con cá sình luôn rồi. Chụp mày á. Vô bậy rồi. Vô bậy đậu rồi. Ừ. Ấy đùa xị. Bầu. Trời ơi bồ hơi cưng quá ha. Có cái nồi nước, cái ha luộc ăn liền. Ê bích bụng rồi. Thôi bơi ghé. Thôi bơi ghé gì đâu, nó dưới một bệnh của mẹ gì đâu. Ủa có đường đi không? Không. Không thì đi ngược ghé. Đi ngược ghé, đi là đang ngược ghé đi. Để họ nó sắn ở đây rồi nó mùi. Ở đây tụi kia nó vòng ra đây, cái này mình vòng ngược lại. Giờ nó được. Quẹo. Rồi Đức Anh. Cá chết sình. Chỗ mát thì vô. Nhìn chỗ mát. Tụi bay tắm vô đó đúng nè. Bắt câu tụi bay. Ê, chế bầu kìa, thấy cưng quá. Mẹ giới thiệu chế bầu coi. Vậy xí xí. Trời ơi trời. Chế bầu kìa. Chế bầu này bao non luôn. Ừ thì đó, chị mới nói coi coi nào được. Đấy này mình bẻ không ai biết được. Ủa, nhưng mà chủ yếu đem ra ngoài được không? Được. Giấu trong ba lô. Trời ơi, ăn có trái đâu. Đâu có trái nào bự không, mà bự quá nhấu đâu được cha. Trái chút này nè. Ừ, trái chút chút. Bơi lên chọc chọc, thấy bột cạp rồi. Ê, quẹo ra đi mày ơi, cái gì, bít bụng. À, đây hả đi, không ra được rồi. Bóc ra đi, móc ra đi Ngân ơi. Ngân ơi, móc ra Ngân ơi. Quẹo ra đi, quẹo để đường cũ đây. Mày mát rồi chứ. Ừ. Chưa dặn cái giọng ngủ rồi đó. Mà cái sâu rớt xuống hơi ngứa. Có sâu hả? Mà mấy cái mọ. Mấy cái mọ, mấy dẹp sáp, mấy bộ xít. Nó không chịu kìa, đi ra. Rồi đi ra. Mấy cái bầu coi. Dạ hả? Oh, một dàn bầu. Má cái đít quần mà chùi vô cái này nó xanh không. Còn cái nào nữa không? Có được không? Kìa, hai trái kìa. Rồi đi. Móc ra. Vô đây bao mát mà bao gì sáng luôn. Gõ. Ừ. Đây 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 nè. Tao có một người chèo mày. Động cơ chạy có một mã lực à. Về thằng Đức Anh tụt mấy ký rồi. Ô khó tay quá. Rồi thẳng luôn, Rồi rồi, đạp thẳng luôn. Thẳng luôn. Đi thẳng luôn. Bơi đi bơi. Bơi làm gì vậy? Bơi á chứ đừng có cắm cái sình lộn dữ luôn á. Không biết đâu, gì ăn với Bảo có biết đâu à. Gì ăn với Bảo không biết à. Ờ không hay quá. Hay thôi giờ chạy thì hiểu rồi. Đứa mời đứa mẹ lại. Áo thằng Quy giờ đem bỏ luôn rồi. Dính sình dính lọ gì một đống. Trời chờ bữa nay giờ này nó chưa ngủ nữa. Tối về ngủ bộ. Cái giọng của tao bay bỏ vậy. Cái giọng đó hả? Ừ. Lấy sợi. Vô qua. Cô Phương Anh. Cái giọng của Phương Anh, sao Phương Anh nó bỏ? Đây, bấm còi rồi. Tu. Đây, tàu xà lan lớn đang vượt đây. Tàu xà lan lớn đang xin vượt.
Trời ơi. Lắc lắc hồi tắm cắm đầu dưới vực. Rồi. Đúng đúng. A Di Đà Lạt. A Di Đà Lạt. Đó, A Di Đà Lạt, A Di Đà Lạt. Cút nha. Cái chân Tiger kìa, coi chừng cái tư, cái chân Tiger đụng thành, đụng cái thành. Hai cho con qua đây đi. Thôi khỏi, đi đi. Ủa nhưng mày thuyền trưởng tàu nào mày lái tàu đó mày không không có thấy thấy nước này trong cái đó tám cái bến mày. Ra. Mày bơi đi cho gì ngăn bẻ lái. Ok. Bơi từ từ nhẹ nhẹ đó. Thôi mệt quá. Ủa dục đi, dục đi, ngoài chợ 2000 chiếc à. Dục đi. Cắm 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 cột đi. Tay chân quá. Tôi bơi cắm cột nghỉ chân cái đây. Mày nghỉ đi. Tao hát nước quá lẹ tụi bay ơi. Qua mày muốn cắm gì? Qua mày muốn cắm hả? Có không? Đây là bả gãi gì nè phải không? Bỏ cái dầm vô bảo, bỏ cái dầm vô qua trúng giật. Bỏ cái dầm vô. Bơi về chỗ về trời uống nước ăn uống gì cái đó đi chơi tiếp. Uống nước rồi hát nước quá trời. Tâm nữa. Lấy cái tâm. Chị tin. Lên lấy nón kìa lên. Nón kìa. Cho tay gơ đợi. Trời ơi. Kéo về đi. Kéo rồi. À đây 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 kéo ra. Bơi một tay muốn uống rồi. Gì ngân cầm 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 cọng dây gì ngân cầm cọng dây. Rồi cầm cọng dây về. Cái gì ngân. Kẹt tay Phương anh. Giỡn tay lên. Trời ơi trời trời dính đó. Chết à. Kẹt tay ngồi khóc á. Ủa gì vậy? Mày cắm hả? Thì nó cắm cái đầu nó không có lẹo đó, mày đừng có đẩy. Để con lấy cầm dây cho. Trời ơi. Cầm dây đi, kéo. Cầm dây. Đó, cầm dây đây. Cầm dây đây mẹ. Khỏe. Rồi. Rồi. Rồi, kéo đây. Chết mẹ đau không nào, chạy không nói vậy. Nặng quá. Ê, có bài đồng rồng nữa kìa. Có lóc. Đâu? Chắc chắn. Lòng hết rồi sợ quá. Trời ơi. Trời mày hỏi đất chỗ đó rồi sao tôi đây? Trời ơi đụng đụng. Coi chừng ngàn tâm nha. Ôi mày kiến nha. Thôi, về không đi không được. Buông ra đi. Buông ra tao quẹo ra cái tôi đi. Nhìn cái đất ủi cái đất gì hai tao đi. Đi he song song á. Kiểu này không được. Dây nó cầm cái đầu đó kìa, mày cầm sát đây ông nội tao bơi á. Cầm dài ra. Tâm thần ơi. Bên ơi. Yeah, mấy đứa này báo rồi. Không nổi. Cái sao nặng quá. Xà lan nặng quá. Nặng quá. Nhét tao lên bờ tao đi mẹ cho nó bao nó bơi. Rồi máy bay là phải trả tiền dầu cho tao. Ủa bơi nãy giờ. Ủa bên đây không tập. Ê, chết Ngân, quẹo cái đầu gì Ngân ơi. Mình đi kéo mà mình không quẹo đầu gì người ta. Ủa nãy thấy có cái hồ sen rồi còn mấy hồ sen nữa. Mình hết trơn rồi. Ơ không nổi xà lan máy được. Mình hết trơn rồi. Ủa mình xà lan gì xà lan mai hả? Mày xà lan chạy bằng cơm. Quên rồi. Quên rồi. Đây nè. Về ra tới đây rộng cho mày bơi đi. Ừ. Ra tới rộng bơi được rồi. Trời cái bông kìa đẹp quá. Bông gì vậy? Ừ. Nó kêu ổng kéo á. Kêu ổng nói kéo. Có gian ổng cho rồi đi. Thằng kia thọt giò xuống dở đi. Hết rồi, hết hồn rồi. Hồi nãy nó nãy thấy dơ rồi. Không ngang, quá. Ngang hồi nãy ngồi dọc phải không? Cái hả vô quẹo đó hả? Nước vô cái hả nó họ chân mày lên. Mày đầu ổng lộn, ổng trộn lên. Học giờ. Ờ, học giờ. Quá. Là nhỏ kia cắm cái đầu dưới giờ. Thôi. Thôi. Hồi nãy nó ngồi im ghe luôn á trời giờ tự nhiên cậu nó quen này. Chuyện nó làm cái nó làm. Đúng mặt ơi. Chuyện nó làm theo em về mà miền Tây. Nó hết số dài luôn trời. Ơi giật giật. Tối nay chồng nó làm chứ thể lại luôn. Mình chia nhìn mẹ coi. Đang hưởng thức vô. Ừ.
Chí ơi, chí ơi, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Ông thằng này biết đi chơi quá ha. Đang phiêu du ở gì à. Nơi hướng đồng có nội. Chí này mua bộ bà ba đi vô đây cái là tới một chuyện luôn á. Không, bà ba miệt vườn á chứ không phải là bà ba đi ăn cổ. Bà ba đi cổ đó. Áo dài điên cổ đó, còn đồ bà ba như mới ông đệ vậy đó, biết đâu đó đó. Bà ba nâu quá trời. Thấy mày làm không lắc cái đít tao ra được không? Tao bơi đâu mà lắc cái đít tao không mà chạy. Nó theo đít mày kìa. Thôi ơi mệt quá. Ủa đâu tao ở đây không? Trời này hay gì nè. Tao lên.